Xin chào quý vị và các bạn. Có một bạn rep của mình mới chia sẻ là bị mất toàn bộ cái số pi ở trong số dư khả dụng của các bạn ấy vào ngày 21 tháng 2 đây, mất toàn bộ luôn. Thì cái địa chỉ ví mà được gửi đến từ cái số dư khả dụng của bạn ấy là có cái địa chỉ như sau: GDA rồi một loạt rất dài, QGBOVI. Thì không biết các bạn có gặp phải cái tình trạng tương tự này không, bởi vì là bạn rep của mình thì rất rất là cẩn thận, không vào những cái trang web linh tinh và những cái phương thức bảo mật cụm 24 từ khóa, mật khẩu mở ví của bạn ấy thì được lưu giữ rất là cẩn thận, không chia sẻ với ai cả. Thì không rõ là bằng cách nào đấy mà cái số dư khả dụng này lại biến mất trong ví của bạn ấy. Không biết các bạn có gặp cái trường hợp tương tự và có bị cái địa chỉ ví này lấy pi ở trong phần số dư khả dụng hay không? Các bạn có thể chia sẻ để chúng mình biết và có thể là có những cái kiến nghị lên Pico Team để làm rõ cái vấn đề này, xem là đối tượng hack địa chỉ này là của ai hoặc là có thể lần ra được hay không. Các bạn cùng trao đổi để có thể cùng xem là cái lý do gì mà bị mất pi khả dụng các bạn nhé.